Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, lượng người đổ về quê ăn Tết lớn, cùng với nhiều hoạt động vui xuân, lượng rác thải phát sinh lớn, gấp 3 đến 4 lần ngày thường. Công nhân vệ sinh môi trường phải liên tục thay ca nhau làm việc trong suốt kỳ nghỉ và thực hiện ra quân 100% từ ngày 15 tháng 2, tức mùng 4 Tết, để giữ cho môi trường luôn được trong sạch, không để rác thải tồn đọng trong khu dân cư. 450 cán bộ, công nhân viên, vệ sinh môi trường đã được huy động sau 3 ngày đầu năm mới để thực hiện nhiệm vụ ở khu vực chợ Hoa Xuân thành phố Ninh Bình, công viên và vận chuyển rác trong khu dân cư. Trên 120 tấn rác đã được thu dọn, vận chuyển vào khu xử lý rác thải. Được sự chỉ đạo của ban giám đốc công ty môi trường giao cho tổ chúng tôi thực hiện cái gia quân đầu xuân năm mới ở chợ Hoa Xuân. Hôm nay anh em tôi có 3 tổ khoảng 80 người gia quân đầu năm để dọn cái chợ Hoa Xuân. Khoảng 40 xe, những cành đào với những cây quất sót lại, anh em tôi đã mang đi đổ ở nơi tập kết. Bọn em trong đội vệ sinh môi trường, đặc biệt trong phường Đông Thành thì là trung tâm nên là rất nhiều rác. Sau cái đợt nghỉ Tết thì cái lượng rác rất nhiều nên là bọn em tăng chuyến tăng giờ rất là nhiều. Và mỗi ngày bọn em đi thường thường là cứ từ chiều đến khoảng 9 rưỡi 10 giờ tối và khoảng mỗi người khoảng 6-7 xe rác thì mới xong được, lượng rác mới sạch sẽ được ạ. Với đặc thù nghề nghiệp, các công nhân vệ sinh môi trường đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng làm tăng ca trong suốt nghỉ nghỉ Tết để giữ sạch đẹp đường phố, bảo đảm tiếp nhận, xử lý rác tối đa. Riêng ở địa bàn thành phố Ninh Bình, luôn duy trì đội môi trường gồm 300 công nhân hoạt động liên tục. Đội xe và công ty ra quân là 10 xe, cả xe rác và xe tải để chạy dọn dẹp vệ sinh các phường xã và khu chợ Hoa. Giao cho anh em là xe nào phục vụ cho đấy, mỗi xe là phải đi tăng ca tăng chuyến hàng ngày, mỗi xe phải tăng 6-7-8 chuyến. Ghi nhận trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở thành phố Ninh Bình và các huyện thành phố khác, công tác vệ sinh môi trường đều được đảm bảo sạch sẽ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, giúp nhân dân đón Tết vui xuân an toàn. Những con đường sáng xanh sạch đẹp được trang trí rực rỡ là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm vệ sinh môi trường. Khởi đầu cho một năm mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trái lạc tiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể, vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tiên chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tiên đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.